Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi kênh Nghệ An TV, kênh chính thức của Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An trên nền tảng YouTube. Chương trình hôm nay gồm có những nội dung chính sau đây. Ngày 22 tháng 8, Bộ Công an cho biết đang lấy ý kiến đóng góp đối với dự thảo tiêu chuẩn quốc gia về hệ thống chỉ huy điều hành, giám sát, xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông. Theo Bộ Công an, dự thảo nhằm thống nhất đối với trung tâm giám sát, xử lý các hành vi vi phạm trong hệ thống chỉ huy điều hành, giám sát, xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông, kết nối các hệ thống camera giám sát của các đơn vị trong và ngoài ngành công an. Trong dự thảo, Bộ Công an yêu cầu việc lắp camera giao thông phải được ghi hình ảnh, video mà khi phóng đại có thể nhìn rõ phương tiện, khuôn mặt người điều khiển, biển số xe ở khoảng cách tối thiểu 30m vào ban ngày và phương tiện di chuyển chậm dưới 5km ngoài ra có thể nhìn rõ các hành vi như vượt xe khi không được vượt dừng xe đỗ xe trái quy định điều khiển xe máy đi ngược chiều đi vào đường cao tốc không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông đồng thời dữ liệu truyền về trung tâm phải ghi rõ nét về phương tiện biển số thời gian địa điểm dữ liệu nhận dạng biển số đáng chú ý video ghi nhận hành vi vi phạm đảm bảo xác định được thời điểm trước trong và sau khi vi phạm xảy ra cũng theo dự thảo đối với các thiết bị camera yêu cầu phải nhận dạng được biển số của phương tiện phục vụ công tác phát hiện vi phạm, phòng chống tội phạm trên tuyến, đo đếm được lưu lượng phương tiện để phân luồng giao thông. Ngoài ra, Bộ Công an cũng đề xuất lắp đặt thiết bị trung gian AI Box nhằm tiếp nhận tín hiệu từ camera để phân tích, xử lý dữ liệu truyền về trung tâm giám sát. AI Box có khả năng nhận ra, phát hiện tối thiểu một trong các hành vi vi phạm luật giao thông đường bộ, nhận dạng biển số, địa điểm xảy ra vi phạm. Theo Bộ Công an, để có những đề xuất này, những năm qua các thành phố lớn như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Quảng Ninh đã tích cực ứng dụng tiến bộ của khoa học kỹ thuật vào quản lý, điều hành giao thông. Điển hình các địa phương đã lắp camera giao thông tại nhiều nút giao trọng điểm và truyền dữ liệu về trung tâm điều khiển đèn tín hiệu giao thông, lắp đặt thiết bị giám sát hành trình của hệ thống xe buýt, phần mềm quản lý kết cấu giao thông và tiếp tục xây dựng hệ thống bản đồ kỹ thuật, hiển thị tình trạng giao thông theo thời gian thực. Tuy nhiên, việc triển khai giao thông thông minh hiện gặp rất nhiều khó khăn, đặc biệt là chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan đơn vị khác nhau trong cùng địa phương giữa các địa phương với nhau và giữa các địa phương với bộ ngành do nền tảng công nghệ chưa tương thích